cá đây. Mày ơi, có con nào không? Bắt cá suối. Cho vào đây này cháu này. Con đây. Này có bắt được bác cá nào không? Có. Bắt cá khổng lồ nào không? Cơm lam thuần chín chưa? Ok. Các bạn đang bắt cá đây. Gần cạn rồi đúng không? Không còn nước vào nữa. Bắt cá phía dưới. Gần cạn rồi. Anh nốc. Có anh nào chưa? Chưa có anh nào đó. Có con cá nào không? Cẩn thận đấy, bắt lén nó lại ở trong đây thôi. Quá đây này, cái chân thầy sao đấy? Ôi đúng rồi, vào chân rồi. Ui ôi, nó ra ở đây này, ra rồi. Ui ra rồi. Ui đây ừ, vào chân rồi. Ui vào rồi, nâng lên. Ui rồi, đây rồi, đây anh cá con đây.
đúng rồi. Vào chân rồi đúng không? Đúng. Đấy. Đi lấy hộp đi. Lấy hộp của cá đi. Ôi, để em cầm cho. Đấy, con cá đấy. Chạy đi lấy hộp đi em. Đấy. What the hell, my name, my name. Cá nhỏ bằng tí. Ừ, con có tiếp. Ra mày chị. Chưa đang bắt đây. Cẩn thận vô chân. Đấy, 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 bắt đi. Bắt được chưa? Bắt hảo ấy, có cá con nhỏ bé tí. Bắt được không? Ui. Ô. Lóc, toàn ăn đi đâu. Ui, có hàng. Ngoài con à? Có hàng à? Con đó, con đi mặt đó. Chạy nhanh lắm nhờ, cá suối nhờ. Đấy, đấy, đấy. Xuống đây, xuống đây bắt tiếp. Che đấy, ở đường đây. Che lên đây. Xuống đây là mất đấy. Làm được chưa? Được không? Không. Nó đục quá. Cẩn thận vô chân. Vô chân rồi. Tránh mai chi lùi ra. Cẩn tránh nào mà chi. Cẩn thận nha. Chắn rồi. Nước trong rồi đấy. Nó sao mà nước không cạn ở trên kia? Một cháu cho bùn vào chưa? Không, nước. Vào đây, cho lên bờ đi. Còn một con nữa. Chắn đi. Chắn lên đây. Đủ nấu canh lá vòn vén. Một cá nó ra thì sao? Ôi, chỗ đây có thầy mà. Cứ để chỗ này nhá. Để cho ăn trong, nước ăn trong đi. Chắn ở đây đi. Cá đây các bạn ơi, cá suối này. Wow. Cho ra đây, cho đây các bạn. Khá là ngon các bạn ạ. Cái này lá vòn vén à. Cái này là mình đang làm đúa các bạn ạ. Rồi.
Đây thì thầy hai lá con vén này để tí nấu với cá suối nào. Hai rồi tí mình rửa. Cá thì lá này là phù hợp nhất. Ở trong đây yêu là em út nhỉ? Đúng rồi, cái chua ngọt ngọt đây, lá này á, lá con pén. À, bác Hảo ơi, cái này gì mà giống một nách thế? Bỏ nhé. Các anh bên kia đang làm đũa đúng không? Làm đũa là đi lấy lá chuối này đấy. Anh Mạnh với là anh Quân đâu? Đang đi lấy lá chuối mà. Bên kia chuối. Đi ăn cơm thôi. Ao. Cái gì ở sát quê ăn ở đâu thôi? Đâu thế? À để nó ép vào à. Đi cuộn vô. Ấy. À, chua. Tôi vô ăn thử. Chua. Đây. Để ăn thử. Chua. À quên, mình mời các bạn ăn lá nha. Lá con vén. Đúng vậy. Nếu mà không thích mấy thì sang bên tí mình kia tắm. Cái chỗ cũng được cá đây. Cá lúc nãy nha. Ui, vẫn đang còn một con. Còn sống luôn. Ui, sao ở đây có con cá nhỏ thế? Cá suối. Vẫn đang còn cử động. Hai trái đuổi đây. Một trái. Hai trái. Rồi, xử lý ngay. Giờ phải được. Bóc quả hồi cho các bạn. Ơi. Tất cả các bạn ăn bưởi cùng mình nha. Ok. Bưởi ngọt lắm các bạn ạ. Ngon không? Ngon. Ngon. Wow. Nên ngồi ăn đây thôi. Rồi. Rồi, món cơm lam. Cơm lam. Kỳ thử bóc xem nào cơm lam có chín không hôm nay. Ngon quá. Thơm nhỉ? Này, bốc. Mời tất cả các bạn ăn cam nha. Mời tất cả các bạn nha. Cam nha. Mời các bạn ơi.
Rau con bén đã rửa xong. Ok. Cho cá vào. Cá suối. Vào. Rồi, nồi cá. Suối nấu lá von vén. Ok. Ở đấy kia ơi. Wow. Như đấy, món này này. Wow. Đến mâm thôi các bạn wow. Ơi. Wow. Cắt cơm lam, món cơm lam. Cơm lam rất ngon. Ăn này các bạn này. Cháy càng ngon. À, cơm lam cháy càng ngon. Cá ở đây rồi đây. Cá đây. Cơm lam. Mình bây giờ ăn đi nào. Mời tất cả các bạn ăn nhé. Ăn ăn với chúng mình nhá. Mời tất cả các bạn ăn cơm lam với các bạn. Mời tất cả các bạn ăn nhá. Cơm lam là cái ngon không các bạn ăn nhá. Ngon chứ. Thầy ăn đi thầy. Ừ. Ăn cả chuối.
đây là phần gì? Đây là phần cây. Em cái gì đấy? Nhưng mà các bạn ăn cùng mình nha. Chấm nào ngon cho nào. Video hôm nay đi bắt cá suối và làm cái lam bên suối đã kết thúc rồi. Chúng tôi xin tạm dừng video tại đây. Xin chào.